Không nhộn nhịp đông đúc như mọi năm, nhưng đường phố thủ đô năm nay vẫn rực rỡ hơn thường lệ với hệ thống đèn hoa trang trí, biểu ngữ, tiểu cảnh chào mừng năm mới trên khắp mọi ngả đường. Điều đó cũng giúp cho người dân tạm quên đi nỗi lo về dịch bệnh để hướng tới một năm mới may mắn, bình an. Hôm nay là ngày đầu năm mới của năm 22. Tôi mong muốn là tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt, mọi người đều được sống yên bình với nhau. Chúc một năm mới tràn đầy sức sống. Cô chỉ mong muốn là đại khái sang năm mới, coi như là đất nước mình được bình yên trở lại như cũ. Và đại dịch qua đi để mọi người ai cũng trở lại cuộc sống bình thường. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Dương lịch năm nay, thành phố Hà Nội không tổ chức các hoạt động vui chơi chào đón năm mới. Nhiều quận đóng cửa nhà hàng, quán ăn để phòng dịch COVID-19. Vì vậy, lượng người tại các khu vui chơi khá ít. Thì hôm nay cũng là ngày đầu xuân của năm mới năm 2022. Năm Nhâm Dần thì là một ngày nghỉ Tết Dương lịch. Thì Huyền có đi dạo phố để phố Hàng Mã này và ra phố Hàng Mã này để ngắm những cái đồ vật để trang trí cho chuẩn bị cho gia đình mình vào ngày chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Thì cũng hy vọng rằng là sẽ đón một năm mới, năm xuân Nhâm Dần này thì cũng mang đến là một cái may mắn, cái tài lộc cho năm mới. Và đặc biệt hơn nữa là hy vọng cái dịch bệnh Covid sẽ được đẩy lùi ra khỏi đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Và cầu chúc cho tất cả mọi người sẽ bước sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật bình an, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Ôi, thời tiết cực se lạnh, tinh thần mình rất là vui khi mà bước vào một năm mới mà đón chào một năm mới thật là vui vẻ. Chúc tất cả mọi người trên cả nước một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và an lành, bình an. Ngày đầu năm mới luôn là một ngày đặc biệt đối với mỗi chúng ta. Dù trong hoàn cảnh nào, mọi người cũng luôn mong ước vào những điều tốt đẹp, hạnh phúc khi một năm mới đến.